Vâng, hello, xin chào tất cả các bác ạ. Chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube Cu Bờm TV Điện Máy Trang Huề. Thì ngày hôm nay bên em về một lô máy mài và lô máy khoan bu lông siết ốc. Trời ơi, phải nói là cực kỳ ngon luôn các bác nha. Hàng ngon, chất lượng mà giá thành ngày hôm nay thì bao rẻ toàn thị trường cho tất cả quý khách hàng nhà em luôn đấy ạ. Thì ngày hôm nay bên em về rất là nhiều những cái mã máy mài, rồi con máy siết ốc hàng của Himoki, các bác biết rồi. Gần đây anh em biết đến rất là nhiều về thương hiệu của Himoki luôn, hàng chất lượng mà giá bao rẻ luôn anh em ơi. Rồi là những cái khối pin này, khối pin dòng xả cao, trời ơi, mạch lớn phụ các bác mà chuyên siết ốc ép tải các kiểu, các bác có thể tham khảo luôn cho em. Dùng máy mài máy cắt dòng xả cao ok. Ngày hôm nay giá bao rẻ toàn thị trường luôn, và một cái mã sản phẩm này phải nói là cực kỳ ngon luôn anh em ạ. Và đây nha các bác ơi, ngày hôm nay bên em về một lô máy mài pin, trời ơi, pin này. Pin là khối pin 15 cell luôn mà hai quả nha, hai quả pin 15 cell luôn. Đó, Himoki còn có báo pin bản mà anh em có thể nhìn giúp em luôn. Mới về hàng nhưng cam kết các bác luôn giá bao rẻ luôn anh em ạ. Rồi, 4 cấp chỉnh tốc độ luôn nha. Tốc 1 này, tốc 4 này, tốc 3 này, tốc 2 này và tốc số 1 cho em. Các bác có thể tùy điều chỉnh phía nút nguồn màu vàng như này. Và con này thì cái chức năng gọi là chống bóp nhầm, cái thiết kế của cái công tắc của nó cực kỳ an toàn, yên tâm luôn. Vòng tua vòng tốc thì cực kỳ cao luôn nha. Rồi, rồi vòng tua cao nhất này, bật vòng tua cao nhất mà máy cũng khá là êm ái luôn các bác ạ. Lưỡi thì là lưỡi một tấc, anh em nhìn cho em cái bưởng nhôm nhá, và quấn đồng 100% luôn cho em. Mã máy con Himoki HMAG100B này, và vòng tua cao nhất là 8.500 vòng nha. Anh em có thể tham khảo xem giúp em mà nguyên một bộ của nó gồm những gì nhá. Đây, anh em có thể nhìn giúp em này. Thứ nhất này, sẽ là một cái thân máy này, một thân máy mài góc một tấc này, một khối pin 15 cell, lại thêm một khối pin 15 cell nữa là tổng là hai khối pin 15 cell luôn cho em nhá. Khối pin này thì em đã gọi là khui ruột thử cho bác nhà mình xem cái ruột bên trong của nó như thế nào luôn. Đặc biệt luôn. Con này một cell pin của nó này, đây. Anh em nhìn giúp em nhá. Một cell pin con này này, 2000 mAh. Rồi, có báo pin. Có báo pin cho em luôn nhá. Thì một khối pin như này tới tay các bác nhà em là pin 6A luôn. Hai quả pin 6A. Rồi một sạc sạc của Himoki nhá, sạc 1.8A của Himoki này. Rồi là có cả phụ kiện. Máy mài thì lúc nào cũng được tặng kèm luôn là dụng cụ chắn lưỡi, tay mở lưỡi và có cả tay cầm phụ, đầy đủ cho quý khách hàng luôn nhá. Mà chương trình sale ngày hôm nay phải nói là cực kỳ bèo luôn, mới về hàng đây là sale giảm giá cho anh em nhà mình luôn. Himoki bảo hành cho anh em là 6 tháng trên toàn quốc nha. Nguyên bộ máy mài này tới tay các bác nhà em, quý khách hàng nhà em. Mà anh em mua cả bộ là em tặng luôn cho bác là một cái đá cắt kim cương. Quà tặng lên đến cả 100.000 nhá. Quà tặng lên đến cả 100.000 luôn các bác, đá cắt kim cương các bác cắt sắt này, cắt gạch, cắt gỗ, cắt tôn ở gọi là cắt tấm nhựa PVC, cắt mọi chất liệu cho em luôn. Đó, cực kỳ ngon nha, cực kỳ bén luôn. Bán đang bán lẻ là 100 ngàn luôn các bác ạ. Em đang bác mua cái bộ máy mài, bộ máy mài pin hai quả 15 cell cho em luôn. Tới tay các bác 1.290.000. Không nghe nhầm đâu anh em nha, 1.290.000 là anh em sở hữu ngay cho em một cái bộ máy mài như thế này luôn. Lại còn tường được tặng kèm thêm một đá cắt kim cương. Đó, có 1.290 bao phí vận chuyển luôn. Bình thường bác mua cái khối pin như này rồi, lẻ của nó cũng phải là 500 ngàn một quả, thì hai quả là 1 triệu. Còn thân máy mài, thân máy mài này bán rẻ rẻ nhất cũng phải tầm 5, 6, 700 rồi. Đó, thì nguyên ngày hôm nay combo bộ máy mài cực kỳ rẻ. Có từ tay các bác có bao nhiêu? Có 1290 thôi, lại còn được tặng kèm thêm một đá cắt kim cương nữa. Trời ơi, phải nói là cực kỳ đã luôn các bác ạ. Và thì ngày hôm nay mới về hàng nên là có chương trình sale cho tất cả quý khách hàng sale giữa tháng luôn các bác ạ. Và tiếp theo đây thì sẽ là một cái khối pin 15 cell các bác nhá. Trời ơi, chương trình ngày hôm nay quá đã luôn anh em ạ. Cái khối pin 15 cell này, bình thường này, bình thường khối pin này là sẽ được tặng sạc 1.8. Rồi, bình thường là khối pin 15 cell 6A của Himoki mạch 4 bóp phát thế này, dòng xả 80A. Về dùng máy mài, máy cắt, máy bê tông thoải mái cho em. Thì mua một pin tặng một sạc 1.8, trị giá là 160.000. Nhưng hiện tại nhà sạc 1.8 đang hết. Trời ơi, công ty làm chương trình quá đã luôn. Công ty làm chương trình mà tặng luôn cho các bác là sạc 2.4. Trời ơi, chênh lệch lên đến là 60.000 luôn.
sạc 2.4A này này, sạc nhanh của Himuki nhé, bình thường đang bán là 220 ngàn. Ngày hôm nay này, mua một pin 15 cell 6A của Himuki, tặng một sạc nhanh Himuki 2.4A. Đó, mà giá con này chỉ có là 580 ngàn là em bao phí vận chuyển toàn quốc luôn. Nhận hàng thì các bác đều được kiểm tra hàng cho em trước thanh toán nhá. Mua một pin tặng một sạc, tặng sạc nhanh 220 ngàn. Bình thường tặng có sạc 160 thôi mà ngày hôm nay tặng sạc 220 luôn. Và cái giá chương trình này thì có không có nhiều sản phẩm, bởi vì là do hết sạc này thì công ty mới đổi chương trình sang là tặng sạc 2.4. Nhưng mà khi sạc 1.8 về lại tặng sạc 1.8. Nên là anh em nào mà đang theo dõi được cái video trực tiếp nhà em, các bác đang gọi là đang thấy chương trình mà tặng hời như thế này, có thể tham khảo một khối pin này luôn nhá. Rồi, anh em có thể xem giúp em này. Con này có báo pin khá chuẩn cho anh em mình luôn nhá. Rồi, và con này thì các bác nhà em này, báo pin này. Các bác báo pin này thì anh em biết được là pin sắp hết hay pin đang còn nhiều đúng không ạ? Mạch pin 4 MOSFET dòng xả là 80A, bản mạch cực kỳ lớn, một cell pin là 2000 thì một khối này thì sẽ là 6A cho em. Và đặc biệt luôn, con máy con quả pin này, pin 6A của Himuki vừa có thể chạy được máy Nhật, máy chính hãng và vừa có thể chạy được hàng pha ke, hàng Trung Quốc. Trời ơi, chạy được tất cả các thể loại máy chân phổ thông là anh em xài luôn cho em. Mua một pin tặng một sạc mà có 580 ngàn thôi là bao phí vận chuyển luôn nha. Anh em nào đang gặp tình trạng pin sập, pin hư hay là quả pin kém chất lượng thì tham khảo cho em khối pin này, dùng ép tại, dùng máy mài, máy cắt, máy bê tông, ok triển luôn cho em nhé. Rồi là ngày hôm nay bên em cũng về rất là nhiều những con máy bu lông lực rất lớn mà giá rất là rẻ luôn anh em ơi. Trời ơi, đây nha các anh ơi. Rồi, lên cho em. Ui, nặng quá trời luôn. Cầm con máy nó đã quá. Rồi. Một con xít ốc, xít mở ốc. Dòng đầu đặc là dòng chuyên xít mở bu lông nha. Đây, cái thiết kế này. Thiết kế có những lớp bọc cao su này, chống gọi là xây sức máy cho em. Con này lực của nó là 650 Newton và 1 này cho em này, 2 này, 3 này và 4 cấp chỉnh tốc độ luôn các bác nhá. Pin. Pin là có báo pin đầy đủ và pin của nó là sẽ là quả pin 4A nhá. Xem này, một bộ. Gồm một thân máy này, thân máy nặng này phải có kiểu gọi là ký mấy 2 kg luôn á. Thân máy con này nặng gọn khoảng ký mấy 2 kg luôn các bác ạ. Không có cân điện tử, ta cân bằng cân này vậy. Đó, cho cân này lên cho em này. Đây nha, ok. Wow. Con này nặng phải nặng ký 9 nha, hơn ký 9 luôn. Hơn ký 9 này, gần 2 ký đây. Các bác, 2 ký chỗ này. Đó, thấy không, nguyên cái thân máy nha. Nguyên cái thân máy là biết cái lực của nó như thế nào rồi anh em ạ. Rồi, ok, gắn vô quả pin cho em. Bật lên cho anh em xem. Motor là motor bầu rút led không chổi than nha. 4 cấp chỉnh tốc, tốc 1, tốc 2, tốc 3 và tốc thứ 4 cho em. Đó. Có cò điều tốc, có gạt đảo chiều đầy đủ luôn. Anh em nào chuyên xít ốc, chuyên mở ốc này, ốc đánh sau xe ga, tất cả các thể loại ốc trên xe ga, rồi các bác muốn mở máy nổ hay anh em muốn mở máy cày đều ok cho em nhé. Dòng đầu đặc phục vụ các bác chuyên xít ốc cho em. Pin này quá ngon luôn, mạch 4 gọi là. Đây, pin em đã tháo cho anh em mình xem luôn rồi. Rồi nha, một khối pin 10 lạ, 10 cell cho anh em. Khối pin 10 cell dung lượng 4A, mạch pin cho em là mạch pin 4 MOSFET dòng xả 80A cho quý khách hàng nhà em luôn nha. Máy cắt các kiểu được luôn này. Rồi. Đó, có báo pin luôn. Với những con lực siết lớn thì chắc chắn là phía công ty sẽ làm những khối pin ngon, chất lượng của quý khách hàng luôn. Đây, một thân máy nhá. Một bộ này sẽ là một thân máy này. Hai quả pin 10 cell 4A. Hai quả pin 10 cell 4A chân phổ thông cho em này. Rồi là có một sạc này. Một sạc bàn cho quý khách hàng luôn nhá. Một khẩu 22 đi kèm. Một dây đeo lại còn có hộp đựng. Hộp đựng con này phải nói là quá xịn sò luôn. Nguyên một hộp đựng này luôn nhá. Đó, ra tới đây các bác nhà em này. Giá sale rẻ cho em luôn, 650 new. Ngày hôm nay mới về hàng chương trình cuối tuần sale siêu ưu đãi cho quý khách hàng luôn. Nguyên một bộ con này tới tay chỉ với giá là 1.350.000 là em bao phí vận chuyển toàn quốc luôn nha. Nhận hàng anh em kiểm tra vô tư cho một thân máy, hai quả 10 cell 4A, một sạc bàn, hộp đựng và có cả khẩu 22 đi kèm. Đặc biệt luôn, anh em nguyên bộ, mua nguyên bộ con này nhá, hoan hỉ chương trình cuối tuần.
Rồi đây các bác này, 1350 là em có tặng thêm cho nghe là một đầu chuyển vít và một đầu chuyển khoan. Về các bác mà muốn gọi là dòng đồ đặc này, muốn muốn các bác muốn bắn vít, ok lắp đầu chuyển vít cho em, muốn khoan lắp đầu chuyển khoan vô cho em là có thể làm sơ cua được các bác nhá. Đó. Có 1350 bao phí ship thôi, hoàn hỉ quá là rẻ luôn các bác ạ. Bảo hành cho anh em là 6 tháng trên toàn quốc, hàng Himoki yên tâm sử dụng chất lượng luôn các bác nha. Đó, anh em thấy không? Trời ơi, hàng chất lượng, máy ngon, pin ngon, hàng chất lượng mà giá tầm này thì quá là rẻ luôn rồi. Đấy, nguyên bộ siết ốc lực lớn 650 new mà cũng rẻ quá. Một bộ máy mài, đó, hai quả 15 xe mà có 1290 còn có thêm quà tặng. Rồi là khối pin, khối pin 15 cell chất lượng luôn, mua một pin tặng một sạc nhanh 2.4A. Ngoài ra nhá, nhà em còn có bán lẻ sạc này nhá. Nếu các bác nhà em đã có pin đầy đủ rồi mà muốn mua sạc nhanh để về sạc các quả sạc sạc các quả pin ở nhà mình thì có thể tham khảo luôn, sạc Himoki 2.4A. Tới tay anh em có 220.000 thôi là bao phí vận chuyển luôn. Nếu bác có nhu cầu pin, nhu cầu sạc hay nhu cầu máy móc, anh em có thể alo trực tiếp cho bên em qua tất cả các đầu số nhà em, đó là 0929 này 826628 hoặc 0982826628. Thì cửa hàng nhà em ở tại Lý Nhân Hà Nam, các bác ở gần cũng có thể qua trực tiếp cửa hàng để xem hàng, test hàng và mua hàng anh em nha. Và anh em quan tâm thì cũng có thể đăng ký kênh hoặc bấm chuông thông báo để cập nhật video mới nhất ạ. Em xin chào tất cả anh em nha.